Nguồn vốn vay từ ngân hàng đã được các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân đầu tư nâng cấp hạ tầng, nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, công nghệ cao, xây dựng nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn theo quy trình khép kín, hiện đại, đầu tư trồng rừng, chế biến lâm sản, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người dân. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại chú trọng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực nông lâm thủy sản. Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng, đơn giản hóa thủ tục cho vay, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục, quy trình vay vốn để khách hàng dễ nắm bắt và tiếp cận, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.